Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đi Tin Là Gamer ha. Thì hôm qua mình có review anh em cái tựa game Ocean Heart á, thì nó có một số lỗi xảy ra. Thì mình cũng rất là xin lỗi anh em ha, phiền anh em quá. Thì thật ra là cái game này nó dùng một cái công nghệ làm game cũ. Đôi khi là chúng ta nó sẽ không tương thích với những cái adapter hay là những phần mềm quay phim sau này, sẽ ảnh hưởng một chút. Nhưng mà không sao cả, mình cũng ẩu quá, mình không có kiểm tra lại. Thì hôm nay mình sẽ quay lại một đoạn cho anh em xem cái đoạn review ha. Thì cái game này tên là Ocean Heart, mình đã giới thiệu tầm 1 tháng đến 2 tháng trước. Thì game là game pixel khá là hay, giá 66k anh em thấy. Bây giờ nữa có thể di chuyển cái này anh em ha. Hôm qua thì mình khá là bận rộn, cái là mình làm xong cái mình quên kiểm tra lại luôn. Giờ mình sẽ đi một vòng cho anh em xem cái thế giới đây. Đây là ngôi nhà. Thì hình ảnh pixel của game thì thiết kế khá là đẹp. Chắc nhiều anh em sẽ tìm mọi cách để chỉ trích mình hôm qua, thì chịu thôi, mình làm sai thì bị chỉ trích thôi ha. Đại loại thế, nhưng mà thôi kệ, đến đâu đến. Mình ẩn cái clip nó xuống rồi. Đây thì hôm qua mình chưa có chơi qua cái đoạn khởi đầu, mà mình cũng chưa biết đi đâu cả. Trong video đó thì mình cũng khá là đủ ha. Thôi được rồi. Đây thì người ta bảo bấm D để có thể đi qua những cái giao diện của nó. Đây là những cái thao tác giao diện của nó nè. Nói chung là game này thiết kế khá là chuối anh em. Về lối chơi thì hình ảnh thì nó là giải đố, phiêu lưu trồng trọt có cái kiểu thứ, nhưng mà cái kiểu mà game chuối lắm. Ví dụ như mình thiết kế game thì người ta cho phép mình chỉnh cửa sổ. Tại vì thông thường này mình chơi game mình hay livestream hay mình hay để cửa sổ để mình có thể thao tác được nhiều thứ cũng như là không bị lắc cái màn hình. Thì game này nó không có cho chỉnh cửa sổ gì hết. Đây mình sẽ cho anh em xem nè. Đây mình bấm D anh em có thể thấy đây. Đây trong setup. Đây ha, nó chạy có control nè, quýt nè, su nè, dialog dai nè, đó. Thì nó chả có cái gì liên quan tới cái hình ảnh cả. Hình ảnh nó bị cố định, nó cố định luôn, nó bắt mình phải làm full ring luôn. Còn nếu mà anh em muốn chỉnh qua cửa sổ thì nó cần phải có nhiều thứ khác nữa. Khá là phiền. Mình thì mình không thích những cái thể loại game như thế. Nhưng mà bù lại thì mình có xem một số YouTuber khác chơi về từ game này thì mình thấy nó khá là cuốn anh em. Cuốn. Hình ảnh của nó thì mức độ trung bình thôi ha. Ví dụ như con bot ở trên cái hình nền thì anh em thấy đó. Nhân vật chúng ta thì ok, còn cái con bot thì nhìn nó tù lắm. Nó không phải là dạng giống như là nhìn cảm giác như con Raken nó ngầu lòi mà nhìn cái mặt nó giống như một thằng Sida rồi đó. Nhưng có lẽ là tại vì cái người mà họ làm game thì khó mà vẽ được cái con đó ra hay sao á. Nhưng mà mình có hư cấu lắm nha, tại vì những cái nhà á thì họ thiết kế rất là đẹp. Anh em có thể thấy là nhà thiết kế rất là đẹp ha. Nhà pixel chuẩn, nhưng mà tại sao đến lúc gặp con bot thì nó lại không được đẹp như vậy nha. Xấu quá nha. Thực ra bot là một thứ rất quan trọng với những cái tựa game phiêu lưu thế này. Anh em kiểu như anh em chơi anh em cảm thấy nó bị mất cái hay đi. Đây, thanh niên này sẽ cho mình cái kiếm nè. Hôm qua mình cũng nói như đúng rồi ha, 8 phút đồng hồ xong mình nói đúng rồi. Lại hôm qua mình chở con đi chơi thì về bị trúng gió, mình nằm buổi tối đâu có ly đâu. Mệt quá. Đây mình hôm qua mình đi đến đây, đoạn này bắt đầu là mình bị vướng lại là mình không biết phải làm gì kế tiếp. Hay là mình quên mất cái việc là mình chỉnh phím nè. Control up Assist 1, Assist 2, Bay C, Attack C, Right, Action Space. Nói chung là cũng ít phím thôi. C là đánh nè. Thử đánh này coi. Cầm cái kiếm đánh mình cũng khá là lực ha. Cái cách hiệu ứng của nó thì cũng nhanh, nhưng mà anh em có thể thấy là cái hình ảnh của cái chiêu thức nó không có đẹp bằng những game khác. Có lẽ là game này là của một cái team nó nhỏ lắm, rất là nhỏ. Đại loại như là game indie rồi, nhưng mà team này cũng trình độ cũng gọi là trình độ vẽ rồi các kiểu thì cũng bình thường thôi. Vừa đi vừa khám phá. Đây nó có cái cây này, không biết mình có thể chặt nó đi không. Mình phải chặt cái cây này để mình vào đây. Hôm qua thì mình đi đến đoạn này thì mình không có biết. Thì đến giai đoạn này thì chúng ta sẽ giống như một game dungeon ha. Đây thì mình chắc mình có thể đẩy những cái thứ này hoặc là mình có thể chém nó. Trên thì mình không đánh được. Và trong đây thì chúng ta sẽ gặp quái vật, đồ loot các kiểu, và chúng ta cũng có thể giải đố nữa. Có những cái câu đố nữa. À đây có một cái công tắc. Ok. À nhảy xuống nước là chết. Đi trên này nè nè. Ủa vậy là mình có ăn trái quỷ sao mà mình ăn trái quỷ sao mà mình xuống đây không được ta. Mình bơi không được ta. Đây mình có thể đẩy cái thùng này qua nè, đó, cái kiểu game nó vậy.
quên chưa có. Này nó giống kiểu giải đố bình thường thôi, chắc anh em chơi anh em cũng quen rồi. Nãy mình cứ tưởng là thao tác đánh của nó dễ hơn ha. Không. Grab hả? Làm sao để grab? Mình có thể đẩy lên trên này. Đây cái gì đây? Thôi mình đi tiếp ha. Ôi đâu, nó không cho mình đẩy nữa. Vậy là mình ngu rồi. Bây giờ làm sao ta? Làm sao để trở lại ta? Cái nút này à? Cái nút mà để trở lại à? Thường thì mấy cái game mà giải đố thì cái đoạn này mà sai thì mình sẽ được làm lại một chút xíu. Chắc là mình sẽ out ra khỏi cổ này thì nó sẽ hoàn tác lại cho mình, đúng không? Không hề luôn. Ok. À, có hai cái bức tượng kìa, có hai cái chỗ kìa hả ta? Không đúng. Đấy. Thì cứ anh em cứ phải chơi, anh em tự tìm hiểu thôi. Còn mình thì mình sẽ review một đoạn. Rất là tiếc về cái video hôm qua ha. Ôi chà, mày tưởng đâu cái game này nó cho nó boulder luôn. Đây mình đi xuống là mình không chết chứ, mà đi dậy một cái chết. Thì đối với game này thì anh em phải tự khám phá mọi thứ thôi. Ồ, mấy cái này có lượm được không? What the fuck? Rồi sao đi về? Oh no. Vậy là mình chỉ còn cách đi về phía trước thôi. Nhưng mà mình đi về phía trước thì mình đâu thể nào mà đẩy cái kia lại được ta. Ở đây nó có cơ chế nó bắt mình phải đi lại không? Làm lại không? Đó, bây giờ mình vô tình mình làm hư cái này rồi. Này kiểu nó mình lỡ mình vô tình mình làm hư cái này thì làm sao? À, mình có thể kéo ra mà. Rap có nghĩa là kéo anh em ơi, ngu quá. Mình có thể kéo nó ra anh em. Thôi, đừng vậy. Rồi, tạch. Mình ẩu á, dính cái nước đó chết luôn. Nói chung là gà anh em ha. Nói chung là anh em chơi anh em tự tìm hiểu ha. Rồi, nói chung mình chỉ review tạm thôi. Về sau thì anh em sẽ đánh boss, nhưng mà cái game này nó cũng sẽ giống như cái dòng game mà Dungeon á, là anh em cần phải roguelike á, thì anh em cần phải né chiêu nhiều ha. Với lại cái game này nó đánh nó cũng sẽ không có nhanh, nó sẽ hơi đụt một chút như anh em thấy nè. Nó sẽ có cái thời gian, có độ trễ nên là anh em không thể đánh liên tục được. Cần phải né và dùng cái chiến thuật để né chiêu các kiểu ha. Ok, ba anh em hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi.